đi bộ đó. Dạ. Được không? Đồng ý. Thế em hát là tối nay mọi người lên hát với anh cũng nhiều lắm á. Đúng không? Sổ tiếng thì sao? Không được nhiều bé ơi. Nhiều đêm đâu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi yên tâm coi nhẹ quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mến trọng mong anh, chúc con xin được vui vẻ, đi với em và lớp. Cảm ơn chị Hồng Lê nha. Sĩ Nhật Nam chắc ai vô tình. Thank you.
Con chào chú Lộc, con tên là Nguyễn Hoài Bảo Ngọc. Năm nay con chuẩn bị lên lớp 8, con mất. Con, chú không chỉ là một thần tượng, mà chú còn là một nghệ sĩ, vì chú đã giúp con nghe được nhạc xưa là hay, là loại nhạc trước giờ con chưa hề nghĩ mình sẽ thích. Và chú đã giúp bà con nghe được những bài hát nhạc trẻ mà chú hát. Con thật sự rất cảm ơn chú. Con mong chú có thể kết bạn Facebook với con trên Facebook là Nguyễn Hoài Bảo Ngọc. Ok mong nha. Chú ơi, con chúc chú thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc mà chú mong muốn. Không biết sau này thế nào nhưng con vẫn mong chú thật vui vẻ và con sẽ luôn ủng hộ chú. Hãy luôn là chúng mình chú nhé, mãi luôn. Hai đồ. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dù có gió, có sóng.
mắt cuộc đời. Tìm mỗi nhau cho nhau xa lạc tim đau. Vừa đôi tay ướt mắt tu đầy tóc rối bạc màu vết sâu tình xuân. Nhìn em giây phút muốn nói.
Trong mưa nắng ta ngoài thắm lén vào trong đi khi ấm trong lòng. Ngày em đi
Thank you.
và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mới như hai người mặn, một ngày để quên tất cả là nhớ về nhau cùng năm tháng. Hôm nay là vị trí của mình là khách mời, cho nên là không dám nhiều. Các bạn lại.
Sao ba cả nhà. Túi của chị Văn Anh á, em có đem cái túi, cái quà chị Văn Anh, cái quà chị Văn Anh á, cái quà của chị Văn Anh á, chị đưa khó đi quá à. Thank you.
chứng là bây giờ quý vị sẽ nghe một sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hữu Dũng, lời Nguyễn Đức Cường, Đường Xưa Tạm Biệt Cũ.
làm gì, chúng ta luôn hạnh phúc ngoại thương, chúng ta thực hiện sự cảm thông mơ hồ. Còn đây là cảm ơn chúng tôi đã hẹn gặp nhau, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn xin một lần nữa xin cảm ơn
đi. Một nửa thế gian em còn thiếu.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cũng còn 4 bài nữa thì sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Thank you.
Ngại quá mất.
sạch để sáng tác của nhạc sĩ Luân Nguyên. Chỉ còn những nỗi nhớ sẽ về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
học cổ nha. Ờ đúng rồi. Xin lỗi vì đã yêu nhau luôn anh ơi. Thank you.
còn ngờ không duyên ghế nào không duyên ghế